Tổng Bí thư Tô Lâm mạnh tay, khởi tố 3 cựu cán bộ chi tiếp khách hơn 2,3 tỷ đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng giao bán nhẫn kim cương giá 1.000 tỷ để quyên góp bà con vùng bão lũ. Quý vị thân mến, cuộc chiến chống tham nhũng là một cuộc chiến không khoan nhượng, không phân biệt cấp bậc hay địa vị. Cứ vi phạm là mất chức, là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lò của bác Tô Lâm sẽ tiếp tục cháy, tiếp tục thiêu rụi những ai dám lấn sâu vào con đường tham nhũng. Trường hợp đảng viên vi phạm cần phải bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cao hơn mức cảnh cáo. Lò đã nóng rồi thì củi tươi cũng phải cháy. Đó là câu nói được nhiều người nhắc đến khi nói về chiến dịch phòng chống tham nhũng. Khởi tố 3 cựu cán bộ chi tiếp khách hơn 2,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can có liên quan đến vụ án chi tiếp khách xảy ra tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ngày 28 tháng 9, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thế Quang, cựu chánh văn phòng, Nguyễn Thị Lựu, cựu phó chánh văn phòng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, kế toán, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Việc khởi tố nhằm điều tra vụ sai phạm trong việc chi tiếp khách ngoài tỉnh xảy ra tại Văn phòng Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội và Hội đồng Nhân tỉnh giai đoạn 2013-2016. Trước đó, ba bị can trên cũng bị khởi tố với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội và Hội đồng Nhân tỉnh Gia Lai, gây thất thoát hơn 2,3 tỷ đồng và được xét xử vào năm 2023. Tại phiên tòa năm 2023, bị cáo Nguyễn Thế Quang bị tuyên án 10 năm tù giam, Nguyễn Thị Lựu bị tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Giai đoạn 2013-2016, các bị cáo Quang, Lựu và Vi đã lập dự toán kinh phí của Văn phòng Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội và Hội đồng Nhân tỉnh Gia Lai trùng với dự toán kinh phí 7 biên chế của Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai với động cơ, mục đích được cấp thêm một khoản kinh phí để chi vào mục đích chung của đơn vị. Trên cơ sở dự toán biên chế hàng năm do các bị cáo lập khống, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh này cấp trùm dự toán kinh phí 7 biên chế cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai với tổng số tiền giai đoạn 2013-2016 là hơn 2,3 tỷ đồng. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chi hết số tiền nêu trên, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng Bí thư Tô Lâm ra tay mạnh, một đại tướng công an bị bãi nhiệm. Tìm hiểu tiểu sử trích ngang của nhân vật được cho là quyền lực trong tỉnh Lạng Sơn. Tên thật Thái Hồng Công, sinh năm 1906, quê ở xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Cấp bậc hàm đại tá 4 sao 2 vạch nguyên, giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Ông này được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm đó ông có cấp bậc hàm đại tá. Trước đó ông từng giữ chức phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian ông công tác ở Quảng Ninh, có đại án mua bán hóa đơn của Trường Sơn Nước xảy ra và vừa mới được xét xử xong. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra là ông Thái Hồng Công là con của ai? Được đào tạo như thế nào, ra thế khủng ra sao? Ai là người đã đứng sau để đào tạo và dìu dắt ông trên con đường sự nghiệp? Những câu hỏi như ông Thái Hồng Công là con của ai, được đào tạo ra sao, năng lực thực sự của ông là gì vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải. Câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn khi đại tá Thái Hồng Công bị thay thế bởi đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an. Ông đã từng qua các vị trí công tác như Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu Bộ Công an. Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024, tại kỳ họp thứ 45, bên cạnh việc xử lý nhiều tổ chức đảng,
Đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật với nhiều đảng viên. Trong số này có ông Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Người bị đưa vào lò không ai khác là ông Thái Hồng Công, một nhân vật từng nắm giữ vị trí quyền lực cao nhất trong ngành công an ở tỉnh Lạng Sơn. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhưng cũng phải gật gù công nhận rằng, quan chức không nên tham lam những viên đạn bọc đường ông Thái Hồng Công, từng là giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn, người mà không ít người dân nơi đây từng tôn trọng, giờ đây lại bị bãi nhiệm vì một lý do là vi phạm pháp luật hình sự. Nguyên giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Điều này như một lời nhắc nhở sâu cay rằng, trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, không có chỗ cho sự nhân nhượng hay nể nang. Trường hợp vi phạm của ông Thái Hồng Công. Ban Bí thư là cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trước đó vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đã tiến hành bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, do cấp có thẩm quyền kết luận, có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Thái Hồng Công không còn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật hình sự, bị khởi tố, truy tố sẽ bị tổ chức đảng xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Hồng Công, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, với vai trò là người đứng đầu lực lượng công an của một tỉnh biên giới quan trọng như Lạng Sơn, được kỳ vọng phải duy trì trật tự an ninh. Tuy nhiên, ông này đã làm những gì để bị bãi nhiệm, tư cách do cấp có thẩm quyền kết luận có hành vi vi phạm pháp luật hình sự? Vậy, vụ việc có nghiêm trọng cỡ nào? Câu chuyện với ông Thái Hồng Công không chỉ là bài học đắt giá cho những ai còn đang mơ hồ về hậu quả của hành vi sai trái, mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Những chiến công mang dấu ấn của Thái Hồng Công, một phó giám đốc diệt gọn đường dây ma túy xuyên biên giới, đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc, hình thành bởi những chiếc vòi bạch tuộc khép kín, có chân rết ở nhiều địa bàn trong và ngoài nước. Hắn sử dụng mánh khóe tinh vi và thiết bị hiện đại để qua mắt lực lượng công an. Thông tin trên nhanh chóng được báo cáo với Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để đánh giá độ tin cậy của thông tin. Đại tá Thái Hồng Công trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy tập trung xác minh ban chuyên án, đã họp bàn xây dựng kế hoạch và hành động với phương châm không để lọt tội phạm, đặc biệt là những tên cầm đầu cộm cán, phải được giám sát chặt chẽ. Vì vậy, ngay khi đối tượng Tuấn xuất hiện tại Hạ Long, Đại tá Thái Hồng Công đã chỉ đạo các trinh sát giám sát chặt chẽ. Vụ án trên được khám phá có tầm ảnh hưởng đến tổ chức tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, thu giữ nhiều vật chứng, bắt giữ, triệt để các đối tượng trong đường dây, góp phần ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc. Qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống ma túy, nhất là trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy giữa các nước có chung đường biên giới với Việt Nam. Đại tá Thái Hồng Công đánh giá kết quả đấu tranh trong việc nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời tổ chức tội phạm về ma túy khi chúng mới manh nha hình thành. Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Thái Hồng Công, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, do cấp thẩm quyền kết luận có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Ông Thái Hồng Công không còn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ông Thái Hồng Công quê Hà Tĩnh năm 2020. Ông Thái Hồng Công được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm đó, ông có cấp bậc hàm đại tá. Trước đó, ông Công từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đại tá Thái Hồng Công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ
Theo nhận xét, ông Công đã qua quá trình phấn đấu rèn luyện trưởng thành từ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên các địa bàn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu cho Đại tá Nguyễn Trung Thực. Vị trí Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được điều động và bổ nhiệm. Đồng chí Đại tá Thái Hồng, Công phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bằng khen của Chính phủ tặng Đại tá Thái Hồng Công. Ngày 27 tháng 12 năm 2002, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao bằng khen của Chính phủ tặng Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Nổi bật là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu sự kiện chính trị, các hoạt động công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong năm 2002, Công an tỉnh Lạng Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2002. Câu chuyện ông Thái Hồng Công khi công lý không chừa bất kỳ một ai khiến nhiều người suy ngẫm, vì có công thì được thưởng, có tội thì phải truy. Câu chuyện của ông Thái Hồng Công chính là lời nhắc nhở sâu cay cho tất cả chúng ta, không ai dù là người đứng đầu cơ quan công an hay một cán bộ cấp cao, có thể đứng ngoài vòng pháp luật. Những hành động sai trái dù có được che đậy khéo léo đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng của công lý. Điều đáng nói hơn nữa là sự bức xúc của dư luận khi biết về những hành vi vi phạm của ông Công, một người từng được giao phó nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, lại chính là người vi phạm nó. Chính vì thế, việc xử lý kỷ luật ông Thái Hồng Công không chỉ là một biện pháp trừng phạt cá nhân, mà còn là cách để lấy lại niềm tin của người dân, khẳng định rằng pháp luật luôn là trên hết luật pháp Việt Nam. Từ trước đến nay luôn phân minh, có công thì được hưởng, có tội thì phải truy. Ông Thái Hồng Công dù từng là một người có công trạng, nhưng khi đã vi phạm pháp luật thì cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Đây là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến tất cả những ai có ý định nghĩ rằng quyền lực có thể che đậy sai lầm. Công lý không chừa bất kỳ ai. Và khi đã bước qua ranh giới, thì hậu quả sẽ không thể tránh khỏi. Câu chuyện về ông Công không chỉ là một bài học đau đớn cho cá nhân ông, mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả ai đang công tác trong bộ máy nhà nước. Ngày 13 tháng 5, tại Công an tỉnh Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an, làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thay cho Đại tá Thái Hồng Công. Tại kỳ họp thứ 25 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 17, quyền Giám đốc Công an tỉnh Thái Hồng Công bị bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh do cấp có thẩm quyền kết luận có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Đại tá Vũ Như Hà nhận nhiệm vụ mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tá Vũ Như Hà đã từng trải qua các vị trí công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phó Cục trưởng của Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an. Nhìn vào trường hợp của ông Thái Hồng, công chúng ta mới thấy rõ quyết tâm của Bộ Công an và cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc làm sạch bộ máy, bảo vệ sự trong sạch của lực lượng công an nhân dân. Đây là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến tất cả những ai còn nuôi ý định lợi dụng chức vụ quyền lực để làm việc phi pháp. Bà Nguyễn Phương Hằng giao bán nhẫn kim cương giá 1.000 tỷ để quyên góp bà con vùng bão lũ. Tối 29 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Du lịch Đại Nam, đã có buổi giao lưu đặc biệt với hàng nghìn người tại trường đua thuộc khu du lịch Đại Nam. Trên sóng trực tiếp, bà đã tuyên bố ủng hộ 10 tỷ đồng giúp bà con bị ảnh hưởng bão lũ. Cùng với đó, bà Phương Hằng cũng giao bán chiếc nhẫn kim cương của mình với giá 1.000 tỷ đồng. Nếu ai mua, thì bà cũng sẽ dùng hết số tiền bán được
ủng hộ bà con vùng bão lũ vừa qua. Cụ thể, với số tiền 10 tỷ, bà Hằng cho biết sẽ được gửi trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ những người dân đang phải đối mặt với khó khăn do thiên tai. Bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi được quay trở lại cuộc sống thường nhật và điều hành các hoạt động của công ty. Hơn hết, tôi cảm thấy có trách nhiệm khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sau những trận bão lũ. 10 tỷ đồng này là sự đóng góp từ tấm lòng của tôi và chồng tôi, ông Huỳnh Uy Dũng, với mong muốn chia sẻ nỗi đau của người dân. Không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ 10 tỷ đồng, CEO Nguyễn Phương Hằng còn gây ấn tượng mạnh khi tuyên bố nếu bây giờ có ai sẵn sàng bỏ ra 1.000 tỷ đồng để mua chiếc nhẫn kim cương này, tôi sẽ ngay lập tức gửi toàn bộ số tiền đó vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi xin hứa danh dự sẽ cống hiến trọn vẹn số tiền này cho công tác từ thiện. Ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, cũng khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho vợ mình. Tôi ủng hộ vợ tôi cả hai tay, vì tất cả những gì chúng tôi làm đều vì người nghèo, vì đồng bào đang gặp khó khăn sau cơn bão lũ, ông Dũng phát biểu trước đông đảo khán giả. Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3. Cùng số tiền 10 tỷ đồng lần này đã nâng tổng số tiền gia đình bà đóng góp lên con số 15 tỷ đồng. Bà Hằng cũng kêu gọi khán giả ủng hộ cho chương trình quyên góp từ thiện. Trong khuôn viên khu du lịch Đại Nam, nhiều thùng quyên góp đã được đặt sẵn để người dân có thể dễ dàng tham gia ủng hộ cho đồng bào miền Bắc. Trong đêm đầu tiên tại Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng đã kêu gọi quyên góp cho đồng bào vùng bão lũ và nhận được sự ủng hộ từ khán giả với tổng số tiền là 797 triệu đồng. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã quyết định mở cửa miễn phí toàn bộ khu du lịch Đại Nam trong thời gian 4 ngày, tạo điều kiện cho người dân từ khắp nơi có cơ hội tham quan, vui chơi và sử dụng miễn phí các dịch vụ tại khu du lịch Đại Nam. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của bà Hằng sau khi được trả tự do vào ngày 19 tháng 9. CEO khu du lịch Đại Nam cho biết đã thay mặt công ty gửi 10 tỷ đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt. Tại buổi giao lưu, sau khi thể hiện xong các ca khúc, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục nhắn gửi những người dân bên dưới. Quý vị thương em, quý vị cho em tiền đi, quý vị ủng hộ cho em đi quý vị, em xin quý vị luôn đó. Quý vị cho em tiền đi, em sẽ hát cho quý vị cháy luôn. Nữ CEO Đại Nam chia sẻ thời gian bị tạm giam tại Tai 30, nghe tin người dân bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, bà mong muốn về để đóng góp sức giúp người dân. Tôi trở về sẽ làm hết những gì có thể để giúp dân, giúp nước. Đó là lý tưởng sống của Nguyễn Phương Hằng và anh Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng nói trên sóng livestream. Cũng trong tối nay, trong khuôn viên khu du lịch Đại Nam có đặt các thùng để người dân tới đây có thể quyên góp cho người dân ảnh hưởng bởi thiên tai. MC chương trình cũng thông báo, song song với các màn trình diễn, chương trình sẽ tiến hành kiểm đếm các thùng quyên góp và công khai số tiền tới mọi người. Ngoài phần giao lưu với bà Nguyễn Phương Hằng, khu vực trường đua Đại Nam cũng diễn ra các hoạt động đua xe, đua chó, đua ngựa. Trong ngày, bà Nguyễn Phương Hằng cũng tổ chức mở cửa miễn phí cho người dân từ các nơi đến khu du lịch Đại Nam tham quan, vui chơi và sử dụng miễn phí các dịch vụ.